chào các bạn. Mời các bạn cùng quay trở lại với Lang Thang Châu Âu trong hành trình khám phá đất nước Na Uy xinh đẹp. Hôm nay là ngày thứ ba, nhà mình sẽ tham gia một hành trình có thể nói là hành trình đặc biệt nhất của chuyến đi thăm Na Uy. Đó là hành trình thăm vịnh hẹp. Trong hành trình đi thăm vịnh hẹp của Na Uy, đoàn nhà mình sẽ di chuyển bằng 4 phương tiện. Sau khi kết thúc chặng đầu tiên là đi bằng tàu hỏa, thì nhà mình tiếp tục chặng thứ hai sẽ đi autobus từ Bos đến Phúc Ba Nghệ. Trên bus rất là vắng người, chỉ có đoàn nhà mình và hai bạn châu Á nữa thôi. Xuất phát từ thành phố Bê Gền, thì hôm nay gia đình mình sẽ trải nghiệm một tuyến du lịch gồm hai hành trình. Hành trình thứ nhất là trên du thuyền để tham quan vịnh hẹp Nero Fjord, một vịnh hẹp nổi tiếng của đất nước Na Uy, trên chiều dài 15 km. Hành trình thứ hai là lên chuyến tàu du lịch với độ dài trên 20 km để tham quan những cảnh đẹp vô cùng ngoạn mục của đất nước Na Uy. Đây được xem là một trong những tuyến đường sắt du lịch đẹp nhất thế giới. Đất nước Na Uy rộng lớn nên là để trải nghiệm các bạn cũng có thể dùng nhiều phương tiện đi lại, trong đó bus hay train hay là boat ở trên tàu cũng là một trải nghiệm rất thú vị. Thì qua những cái phương tiện khác nhau thì mình có thể sẽ cảm nhận được nhiều cái phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời. Mọi người thấy là trên cái tuyến đường đi của đất nước Na Uy gần như là không có đường cao tốc. Vì giống như quan điểm của người Bắc Âu thì họ chỉ xây những cái gì cũng dùng, chứ không thừa và cũng không to quá. Nhưng mà lại cũng có những cái quan điểm họ nói rằng là vì phong cảnh ở Na Uy quá đẹp nên người ta muốn xây con đường nhỏ để mình có thể đi một cái tốc độ vừa phải để ngắm phong cảnh. Anh nói cũng đang rất là một cái môn thú vị, bắt phải mở bao bao để ngắm phong cảnh. Một điểm dừng chân dọc đường cho du khách thư giãn và ngắm cảnh. Một khách sạn rất là sang trọng và view ở đằng sau lưng khách sạn thì là tuyệt vời. Đây cũng là một khe núi, thì trong hàng ngàn cái khe núi tạo nên những vịnh hẹp nổi tiếng của Na Uy. Ngồi từ đây để ngắm những ngôi nhà gỗ đỏ trên sườn núi và ngắm xuống dưới vịnh hẹp này thật là tuyệt vời mọi người ạ. Cảm giác thật là đã. Sau khi kết thúc cái chặng bus từ Bos đến Phúc Ba Nghệ thì nhà mình sẽ đứng chờ đây để tiếp tục một cái chặng mới trên cái hành trình quan trọng và chờ mong nhất là mình sẽ được đi du thuyền trên cái vịnh hẹp nổi tiếng của Na Uy là vịnh Nero Fjord. Fjord tiếng Na Uy có nghĩa là vịnh hẹp. Hy vọng là hành trình này sẽ là một cái hành trình rất là tuyệt vời với nhiều phong cảnh ngoạn mục. Phong cảnh nhìn đã thấy rất là hùng vĩ rồi. Đầu tuyến du thuyền họ đã đầu tư một cái khu nghỉ dưỡng gần như là khách sạn cho du khách dừng chân. Đây có rất nhiều hình thức hoạt động thể thao kèm theo, ví dụ như là bơi thuyền kayak kia. Đấy, có những đội rất là đông hoạt động thể thao bơi thuyền theo dọc vịnh hẹp này và cả dịch vụ cano kia. Viện ơi, ở đây này, mọi người thấy có một cái nhà có mái lợp ở trên nhà là toàn cỏ. Đây là đặc trưng của vùng Scandinavia và đặc biệt là nó chỉ xuất hiện là nhiều nhất ở vùng nông thôn. Và đây là những cái nhà truyền thống, rất truyền thống của người Na Uy. Nhưng mà ở trên mái họ trồng hoa, trồng cỏ, thậm chí là trồng cả lúa mì nữa. Nhưng mà tác dụng của nó thì vẫn chỉ là để giữ nhiệt ở trong ngôi nhà thôi. Đây là một cái khách sạn trong chặng xuất phát của du thuyền. Rất đặc trưng nha mọi người, để ý cái mái nhà cỏ chỉ có ở Na Uy. Nhà hàng rất to, bàn ghế cũng rất đặc biệt. Na Uy là đất nước xuất khẩu gỗ đứng trong top đầu thế giới, nên tất cả các sản phẩm đều được tận dụng tối đa, được làm bằng gỗ. Đã đến giờ lên du thuyền, chú nhân viên rất là đẹp trai, trẻ trung. Mình bắt đầu lên du thuyền. Tiếp theo, chặng mong chờ nhất của chuyến đi là sẽ đến các vịnh hẹp. Rất may mắn là đoàn nhà mình được trải nghiệm trên một chiếc du thuyền thuộc đời mới nhất của Na Uy, thân thiện với môi trường và được chạy hoàn toàn bằng điện, êm như ru. Du thuyền được thiết kế rất là sang trọng và lịch sự. Đường lên xuống trên du thuyền được mô phỏng theo những con đường rích rắc trên sườn núi,
mà rất là phổ biến ở trên đất nước Na Uy. Nếu mà đi có ô tô tự lái thì vẫn có thể đi bằng hình thức là cho ô tô lên những cái tàu như thế này. Trên này chỉ đứng ngắm thôi, không có ghế, đứng quan sát ở trên thôi. Cabin của thuyền trưởng. Cả nhà đã chọn được vị trí đẹp trên bom. Rất rộng rãi, mùa du lịch Covid có thể vắng vẻ. Đất nước Na Uy nổi tiếng với hàng nghìn vịnh hẹp được hình thành từ kỷ băng hà, khi những tảng băng khổng lồ tan và trôi ra biển tạo thành hàng nghìn vịnh hẹp ăn sâu vào đất liền. Rất nhiều vịnh hẹp đã tạo ra những cảnh quan vô cùng ngoạn mục và đã trở thành những địa điểm du lịch không thể thiếu được khi đến với đất nước Na Uy. Chính vì vậy mà nhiều trong số đó đã được tổ chức UNESCO ghi nhận là di sản văn hóa thế giới. Nerofjord cũng là một trong số những vịnh hẹp đó. Hành trình của du thuyền trên chiều dài khoảng 15 km và kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Những ngôi làng đặc trưng của Na Uy trên vách núi bên bờ vịnh. Một số ngôi làng do địa thế hiểm trở mà đến bây giờ vẫn chưa có đường ô tô tới và việc đi lại chỉ bằng đường thủy. Có ngôi làng đã bị bỏ hoang vì cuộc sống hiện đại, người dân đã thoát ly hết. Corona nhá. Đứng dưới cờ Na Uy uống bia của Đan Mạch ạ? Được coi là phần đầu của bán đảo Scandinavia mang hình con cọp. Thì đất nước Na Uy nổi tiếng với hàng nghìn vịnh hẹp lớn nhỏ. Trình chuyến tàu hôm nay nhà mình đi sẽ là khám phá cái vùng vịnh này, có tên là Nerofjord. Nó được coi là cửa ngõ để đi khám phá các vịnh. Dọc trong chuyến hành trình khám phá vịnh hẹp thì có thể ngắm những hàng trăm những cái thác nước đổ từ trên vách núi xuống như này. Can dâu đi, dâu đừng có. Sau gần 2 tiếng thì chúng tôi cũng về đến bến cuối cùng, thị trấn Flam, bến của các tuyến du thuyền cũng như là bến cuối cùng của đoàn tàu du lịch từ Midran đến Flam hay ngược lại. Mọi người đã ra boang tàu để đứng ngắm cảnh khi tàu cập bến. Thì có rất nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm, bán quần áo ấm và bánh. Đây là những tấm da của các chú tuần lộc. Cả một cái
quán rất rộng ngoài vườn để mọi người dừng chân, vì mình sẽ nghỉ ở đây 2 tiếng trước khi lên đoàn tàu để đi tiếp. Vậy là nhà mình chuẩn bị phải lên tàu để tiếp tục hành trình tiếp theo rồi. Xin tạm biệt Nerofjord, tạm biệt Flam với những cảnh quan tuyệt vời của mình. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong phần 2 của hành trình tiếp theo.